Xin chào các anh chị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Tôi là Thạc sĩ Phạm Thị Hạnh, chuyên gia tư vấn về du học quốc tế. Nối tiếp những buổi chia sẻ trước, hôm nay tôi rất vui mừng được chào đón chị Thu Nguyễn, cán bộ tuyển sinh của trường kinh doanh EU đến để chia sẻ cùng chúng ta những thông tin về khóa học tiếng Anh của trường. Xin chào chị Thu ạ. Chào chị Hạnh. Cảm ơn chị Hạnh cũng như là công ty du học VIP đã tạo điều kiện để tôi đến đây chia sẻ thêm các thông tin về chương trình học dự bị tiếng của trường. Dạ vâng, thưa chị Thu, hiện nay thì có một số em học sinh từ Việt Nam khi mà muốn đăng ký vào học chương trình của trường mình nhưng mà các em lại chưa có đủ điều kiện đầu vào là IELTS 6.0. Vậy thì các em sẽ cần phải đăng ký khóa học tiếng Anh phải không ạ? Chị có thể vui lòng chia sẻ thông tin về chương trình học tiếng Anh của trường mình ra sao ạ? Dạ vâng, đối với trường EU Business School thì có cái sự lựa chọn rất là linh hoạt. Nếu các bạn chưa có đủ điều kiện tiếng Anh để vào thẳng chương trình chính là chương trình đại học hoặc thạc sĩ, các bạn hoàn toàn có thể được nộp hồ sơ vào chương trình dự bị tiếng. Chương trình dự bị tiếng chỉ kéo dài trong vòng có 3 tháng thôi nên cũng không mất quá nhiều thời gian. Yêu cầu của chương trình này đó là tối thiểu IELTS 5.0. Sau 3 tháng đó các bạn được automatic chuyển sang chương trình đại học và thạc sĩ. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ không phải thi lại IELTS mà chỉ cần pass các bài thi của khóa học này thôi là được. Do vậy nên rất nhiều các bạn sinh viên có cơ hội được sang châu Âu ngay từ khi các bạn chỉ có IELTS 5.0. Vâng. Đối với những bạn học sinh cấp 3 đạt được IELTS 5.0 thì sẽ có hai lựa chọn để các bạn có thể vào được các chương trình đại học của trường. Lựa chọn đầu tiên đó là học tham gia vào chương trình dự bị tiếng giống như tôi chia sẻ ở phía trên. Ngoài ra còn có một lựa chọn khác cho các bạn, đó là chương trình Business Bridging Program. Đây là một chương trình rất là đặc biệt, thời gian học cũng chỉ có 3 tháng giống như chương trình English Foundation là dự bị tiếng. Tuy nhiên thì không chỉ học tiếng Anh chung chung mà chương trình này còn học tiếng Anh nhưng mà học các môn chuyên ngành. Tức là các bạn sẽ học các môn chuyên ngành, ví dụ như là môn nhập môn về kinh doanh, nhập môn về kế toán. Việc học chương trình này sẽ giúp cho các bạn không chỉ nâng cao khả năng tiếng Anh mà các bạn còn nắm được một số các từ vựng gọi là chuyên ngành. Do vậy nên việc học của các bạn tại năm thứ nhất của trường sẽ dễ dàng hơn. Do vậy nên học phí của chương trình này cũng sẽ cao hơn một chút so với chương trình dự bị tiếng. Đối với học xá tại Đức và Tây Ban Nha thì học phí là 6.450 euro cho toàn bộ chương trình học. Và đối với học xá ở Thụy Sĩ thì học phí sẽ là 13.800 Swiss franc cho toàn bộ chương trình học. Thưa chị Thu, ngoài cái chứng chỉ các bạn thi là IELTS thì trường có chấp nhận chứng chỉ TOEFL hay là những cái chứng chỉ tiếng Anh nào khác tương tự như vậy không ạ? Dạ có, trường hoàn toàn chấp nhận các chứng chỉ tiếng Anh tương tự như IELTS mà mang tính chất quốc tế, ví dụ như là chứng chỉ TOEFL hoặc là các chứng chỉ của Cambridge. Vâng, thưa chị Thu, chương trình học tiếng Anh thì được giảng dạy tại một nước cụ thể nào đó hay là ở cả ba cơ sở ạ? Dạ thưa chị Hạnh, đó là chương trình này sẽ được đào tạo tại cả ba cơ sở. Vì vậy nên các bạn không phải di chuyển giữa các cơ sở nếu mà các bạn lựa chọn chương trình dự bị tiếng. Ví dụ như các bạn muốn học tại Đức chẳng hạn, các bạn học luôn chương trình dự bị tiếng tại Đức, sau đó các bạn sẽ lên chương trình đại học tại Đức luôn và không phải di chuyển nữa. Dạ vâng. Thưa chị Thu, chị vui lòng cho biết về cái lịch khai giảng của khóa tiếng Anh tại ba cơ sở này, tại Đức, tại Tây Ban Nha và tại Thụy Sĩ thì có tương tự như nhau hay không và vào thời điểm nào trong năm ạ? Dạ. Chương trình học dự bị tiếng của trường kinh doanh EU thì có ở cả ba quốc gia và lịch khai giảng thì đều như nhau. Hàng năm thì trường sẽ có 3 lượt khai giảng, đó là tháng 2, tháng 6 và tháng 9. Do vậy có rất nhiều lựa chọn cho các bạn sinh viên. Vâng, thưa chị Thu, tôi rất là muốn biết là trong thời gian mà các em học sinh theo học chương trình tiếng thì có thể được phép đi làm thêm không ạ? Dạ được ạ, tại vì là đối với các bạn sinh viên chỉ cần có visa sinh viên tại châu Âu là được phép đi làm thêm 20 giờ một tuần. Riêng cơ sở Thụy Sĩ thì như chia sẻ hôm trước ạ, đó là bên Thụy Sĩ họ sẽ không cho phép mình được đi làm thêm mà chỉ được phép là thực tập thôi. Do vậy nên học tiếng thì các bạn sẽ không được đi thực tập cũng như là không được làm thêm. Vâng, thưa chị Thu, tôi cũng như là các anh chị phụ huynh ở đây rất là quan tâm đến cái tiền học phí và tiền sinh hoạt phí tại một trong ba cái cơ sở đó. Chị có thể vui lòng chia sẻ cụ thể hơn được không ạ? Dạ vâng. Đối với chương trình dự bị tiếng thì học phí tại học xá ở Đức và học xá ở Tây Ban Nha là như nhau, là 4.900 euro cho toàn bộ khóa học. Còn đối với học xá Thụy Sĩ thì học phí sẽ cao hơn một chút, là 7.300 Swiss franc là franc Thụy Sĩ. Còn về chi phí sinh hoạt thì ở ba nước cũng có các chi phí sinh hoạt khác nhau. Nếu mà nói là chi phí sinh hoạt phù hợp nhất với người Việt Nam thì đó là ở bên Tây Ban Nha, Barcelona. Thông thường các bạn sinh viên sẽ mất khoảng từ 500 đến 600 euro trong một tháng. Ở Đức thì cái chi phí sinh hoạt này dao động là từ 700 đến 800 euro, là cao hơn một chút. Còn đắt nhất thì có thể nói là Thụy Sĩ. Thông thường các bạn sinh viên sẽ mất khoảng từ 1.300 đến 1.500 Swiss franc trong một tháng, bao gồm toàn bộ các chi phí ăn ở và sinh hoạt. Vâng, cảm ơn chị Thu đã chia sẻ những thông tin về chương trình học tiếng Anh của trường trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất là cảm ơn các anh chị phụ huynh và các bạn học sinh đã lắng nghe những chia sẻ này và xin mời xem những nội dung trước đây chúng tôi đã cung cấp thông tin về trường, chương trình học bổng của trường và xin mời xem những nội dung tiếp theo chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về các khóa học của trường. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn.